Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy Quý vị và các bạn thân mến à, Như vậy là ở tập 12 trong uh, buổi tối ngày hôm qua Quý vị chắc hẳn cũng đã có cái câu trả lời Cho cái việc là con dâu của Lão Phủ Thủy Họ Trần Tại sao lại sinh ra uh, con vượn con Đầy lông lá Và bản thân uh, vợ của anh uh, Đào Hậu Cũng uh, bị sinh ra một... Uh, gọi là chúa vượn con Nhưng mà cũng không sống được Đồng thời thì... Uh, cũng mất ngay sau khi sinh cho đào hậu đứa con hóa ra là vợ của đào hậu lại chính là con gái của lão phù thủy họ trần sự đời thì vốn là đầy ngang trái và éo le à, tất cả là dưới ngầm bút của tác giả bùi ngọc phúc thì mọi thứ đều có thể xảy ra và còn thêm những cái bí mật những cái ẩn chứa gì phía sau cái kho báu của lão phù thủy họ trần đang giữ dưới hầm thì mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 13 Đêm Trừ Tịch của tác giả Bùi Ngọc Phúc qua giọng đọc Đình Duy ngay sau đây. Sau buổi cúng tuần lần thứ ba, Đào hậu thấy chẳng thể ở lại ngôi nhà có nhiều kỷ niệm buồn. Anh tự tay gỡ tấm biển hồi sinh đường xuống, sau đó ra thủy phương đình, hỏi thằng cú vượn có muốn đi theo mình không. Dù không nói được, cú vượn hiểu những gì Đào hậu nói, ngay lập tức, nó nhét mấy bộ quần áo vào bị cói. Chắc nó háo hức được rời khỏi chốn này. Đáng ra đào hậu sẽ ở lại nơi đây. Nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ, anh biết có thể mẹ vợ sẽ gặp nguy hiểm. Tốt nhất tìm nơi khác để ẩn thân. Trời nhá nhem tối, đợi mẹ vợ từ quán nước quay về. Trong bữa cơm muộn, đào hậu lễ phép thư chuyện. Con phải đi xa một thời gian. Ô hãy ở lại đây, sẽ chẳng ai làm khó dễ. Nhưng anh sẽ đi đâu, con đi đòi món nợ lưu niên Lần này sẽ đòi cả gốc lẫn lãi Không sớm cũng chẳng muộn Cuối canh 2 giờ hợi Đào hậu cùng cú vượn lên xe ngựa rời kẻ hạ Ngoài đồ dùng được chất lên xe Tấm miệng hồi sinh đường cũng được mang theo Với hai trung gạo Cùng chục nén bạc và 30 quan tiền để lại cho mẹ vợ Đào hậu biết bà chẳng lo túng thiếu Trong thời gian dài Riêng số bạc và tiền mang theo Anh muốn dựng một ngôi nhà Để suy tính đường đi nước bước có lẽ thời điểm đối đầu với lão phù thủy họ trần chưa tới. Dù chưa nói được, thằng cu vượn nhanh nhẹn hoạt bát hơn rất nhiều. Nó nghe và hiểu hết những lời đào hậu nói. Nửa đêm xe ngựa tới kẻ lũ, chẳng con nhà để về. Ngôi nhà tranh vách đất đã đốt, giờ tất cả chỉ là bãi cỏ hoang. Đào hậu đưa thằng cu vượn ghé ngôi chùa làng nghỉ tạm. Mọi việc để ngày mai sẽ tính. Chưa hết tháng riêng, thấy đào hậu cùng một thằng cu xuất hiện lúc nửa đêm sư chủ trì không vội hỏi ngài vội thu xếp phòng để khách nghỉ ngơi chui vào chăn bông ấm đào hậu vẫn không sao ngủ được khuôn mặt và giọng nói của vợ như hiện về lấy nhau chưa được bao lâu nhưng nghĩa phu thê sâu đậm khiến anh hụt hẫng vì mất đi người vợ hiền ngày trước hồi còn sống mẫu thân có lần khuyên anh sớm tìm người nâng khăn sửa túi bà có nói một câu đến giờ anh vẫn nhớ tu trăm năm bấy đi chung thuyền tu ngàn năm bấy chung chăn gối ngồi dựa lưng vào cột nhà đào hậu thêm hú kiếm nhưng vì đây là đất chùa anh chẳng muốn sát khí của mình ảnh hưởng tới chốn phật môn trong những cuộc đối đầu trước đây anh đã vung kiếm đặt mạng không ít kẻ nhưng cái giá phải trả không hề rẻ những người thân như mẫu thân và vợ đều lần lượt rời đi dù tuổi trời còn nhiều tự hào bởi y thuật đồ cứu được những người thập tử nhất sinh. Buồn thay, mạnh rời khó cưỡng, cái chết của người thân đều bởi anh phần nhiều. Buổi sáng ngồi đàm đạo cùng sư trụ trì, đào hậu kể lại toàn bộ những bất hạnh vừa ập xuống đầu. Đương nhiên, ai là kẻ yểm bùa không để cập tới. Không dựng nhà trên nền cũ hoang tàn đổ nát, đào hậu sẽ dựng hồi sinh đường gần Ngọc Hoàng Điện. Như vậy coi như là công khai tuyên chiến với lão phù thủy họ Trần thấy thằng cô vượn nhặt quả ổi dụng cho vào mồm gặm. Đạo hậu gửi gắm sư trụ trì để nó ở lại đây làm chú tiểu. Anh chua xót nói. Hy vọng hàng ngày nghe tiếng gõ mõ tụng kinh, nó bớt đi tính vượt. a di đà Phật, thằng bé bị yểm bùa nên còn thông cảm được. Còn những kẻ là người nhưng mất dần nhân tính, đó là điều đáng sợ. Với thằng cô vượn chạy lại gần, đạo hậu dặn nó phải nghe lời sư trụ trì, nếu rảnh thì anh sẽ quay về thăm, Dường như hiểu được hết Cô vẫn ngước nhìn người đã cứu mình rồi rơm dâm, dâm nước mắt Bấy lâu được đối xử tử tế Được ăn no ngủ kỹ Nó không nói được Nhưng nhận biết đào hậu là ân nhân Với anh vậy là đủ Sợ dĩ không thể đem thằng cu vượn theo Anh sợ người của họ trần nhìn thấy Sẽ tìm cách bắt lại Khổ thân nó Nhận được lời hứa chăm sóc thằng cu vượn Từ sư trụ trì đào hậu có thể toàn tâm toàn ý thực hiện tham vọng của mình sau khi dùng bữa cơm chay với sư trụ trì đào hậu lên xe ngựa rời đi thằng cu vượn đứng ở cổng chùa nhìn nhưng chẳng dám chạy theo bởi nó nghe và hiểu những gì anh căn dặn ngồi trên xe ngựa lướt qua ngọc hoàng điện đào hậu nhìn thấy hai con vượn trưởng thành ngồi ổ rũ trên mái ngói chẳng rõ chúng buồn vì mất vượn con hoặc chúng buồn vì thầm sâu ký ức vẫn nhớ mình từng là con người. Sợ dĩ đạo hậu không vội vã như lần trước. Anh muốn chứng kiến thêm những con vượn được sinh ra trong phủ họ trần. Là giấy sẽ không bọc được lửa. Chỉ cần tin này được bàn tán khắp kinh thành, triều đình sẽ để tâm và cử người tới tra xét thực hư. Xe ngựa dừng lại trước một vườn táo dại không người chăm sóc. Bên trong có một ngôi nhà lá tồi tàn, đúng ra là túp lều rách nát. Năm ngoái khi cứu sống thân phụ của quan đô ngựa sử ngoài hai tạ gạo, ba chục toi bạc và năm mươi quan tiền hậu tạ, thân phụ của đô ngựa sở muốn tặng cho đào hậu một ngôi nhà rộng rãi ngay ở thành Đông Kinh. Thay vì nhận ngôi nhà đó, anh đã chọn vườn táo bỏ hoang dù ông cụ hết lời khuyên can. Nguyên do vì khu vườn gần Ngọc Hoàng Điện, đó là điều quan trọng nhất. Canh ba giờ tí, cả làng chìm trong giấc ngủ, bầu trời tối đen do không có ánh trăng khu vườn táo có hàng trăm người dùng dao phát quang cỏ dại chặt bỏ những cây táo không một ngọn đuốc chẳng hề có tiếng nói tất cả làm việc trong im lặng họ không dừng tay cho đến khi trời tăng tàng sáng liên tục trong một tuần vườn táo được dọn sạch ngôi nhà cũ được dỡ bỏ đất được đắp thành nền cao tốp người im lặng chôn cột kèo vì kèo đến lúc có tiếng gà gáy dù công việc khẩn trương diễn ra hàng đêm dân làng có việc đi qua vẫn không phát hiện sự thay đổi bởi lúc nhìn vào, họ vẫn thấy vườn táo dại như bánh lâu. Bằng việc che mắt người thường vào ban ngày, dùng âm binh dựng nhà vào ban đêm, trong vòng ba tuần, ngôi nhà ngói ba gian hai trái được hoàn tất. Khi ánh bình minh ló dạng, đạo họ bưng một mâm cỗ làm lễ khao quân, sau đó anh treo tấm biển hồi sinh đường bên ngoài. Như vậy, mọi người sẽ tự biết nơi đây có thêm một danh y hiện hữu. Không nằm ngoài dự đoán, dân làng đi ngang qua đều sững sờ họ chẳng ngờ vườn táo dài bỗng thành một cơ ngơi bề thế ở khoảng sân rộng rãi những nong đựng các lá thuốc đang được phơi khô còn trong nhà có tủ gỗ với nhiều ô ngăn kéo đựng các vị thuốc chiều tối khi câu chuyện về hồi sinh đường được dân làng thêu dệt và thêm mắm dặm muối cho ly kỳ đã lan ra khắp tổng danh y đào hậu đón những vị khách đầu tiên tới khám bệnh có lẽ họ tránh tới ban ngày vì chẳng muốn để lộ thân phận Gặp lại Đinh Tiểu Thư, giờ đã thành thiếu phụ phu nhân nhà họ Trần. Lúc này đào hậu chẳng biết nên buồn hay vui. Xét về mặt nào đó, Đinh Tiểu Thư làm dâu lão Trần, còn anh là rể của lão đó. Mặc dù chỉ là sự vô tình, hôm nay tới hồi sinh đường, vì thiếu phu nhân đi cùng một cô gái trẻ đang có bầu. Chẳng cần vị danh y bắt mạch hay kê đơn, Đinh Thị Huyền nói ngay. Huynh từng viết ra mảnh giấy giận bội chỉ cần không mang thai với chồng sẽ chẳng có chuyện sinh ra vượt. Đúng vậy, đó là điều chắc chắn, vậy người vợ thứ hai của chồng muội thì sao đào hậu nén tiếng thở dài chỉ cần nhìn khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của cô gái đang dạng người hạnh phúc chưa kể đôi tay đặt nhẹ lên bụng anh biết niềm khao khát là mẹ lớn hơn tất thầy bây giờ nếu khuyên cô gái uống thuốc ra thai vậy khác nào giết chết niềm hạnh phúc đó đương nhiên không đời nào cô gái chịu nghe theo đã mất vợ theo cách không thể đau đớn hơn đào hậu chẳng muốn cô gái trẻ ôm mộng sinh người nối dõi họ trần dính họa anh suy tính để làm sao thuyết phục được cô gái bỏ thai dù rất khó. Bùa đã yểm, có thể hóa giải. Nhưng khi vợ đã mất mạng, đạo hậu quyết không buông tha tam đại nhà lão phù thủy họ Trần. Qua cuộc trao đổi cùng vị thiếu phu nhân họ Đinh, anh được biết con gái lão phù thủy họ Trần là Trần Yến Nương, cũng đang sắp đến ngày sinh nở. Một lão phù thủy gian ác, nhưng con trai đảm tới chức tổng binh đồng chi hàm tứ phẩm tại thừa tuyên quốc oai, còn cô con gái làm dâu nhà quan lớn tổng nhất phẩm Quả là ông trời có mắt không chồng Sau khi bắt mạch chiếu lệ, đạo hộ ôn tồn nói với người vợ lẽ của tay Trần Tĩnh. Cái thai này, tôi e rằng không nên giữ. Nhưng tại sao thầy nói như vậy? Tùy nhị thiếu phu nhân quyết định, tôi chẳng thể nói gì nhiều. Chẳng vui vẻ gì cành trung chồng, Đinh Thị Huyền cũng không nỡ thấy nhà họ Trần thêm một lần nữa sinh ra con vượn Khi thuyết phục người vợ lẽ của chồng tới đây, cô một thầm mong cái thai không bị ảnh hưởng. Nào ngờ, thấy đào hậu nói vậy, khiến cô thêm choáng vắng. Không rõ tay ương từ đâu giáng xuống, cô gặng hỏi người chút nữa kết tóc xe tơ của mình. Chẳng còn cách nào để hóa giải sao Huynh? Còn một cách duy nhất. Cách gì vậy Huynh? Nếu được thì muội sẽ thực hiện. Bố chồng, hoặc chồng của muội phải chết. Lúc đó tai ương tự tàn nếu không vì thân phụ đã dặn phải giữ kín về sự quen biết với đào hậu có lẽ đinh thị huyền đã thư chuyện cùng bố chồng bởi cô biết ông là thầy phù thủy cao tay ấn dù bị phu quân đối xử lạnh nhạt thậm chí đẩy hai mẹ con xuống dãy nhà ngang đinh thị huyền không lời oán trách cô chẳng ghét bỏ thị thắm là người vợ hai của chồng thậm chí còn nhỏ to tâm sự như chỗ chị em chính vì sợ nhà họ trần đón thêm một con vượn cô đã đưa thị thắm tới hồi sinh đường trên đường quay về đinh thị hiền an nổi bói ra ma quét nhà ra rác đến thầy lang đương nhiên là có bệnh nhưng lần này chẳng đáng tin từ lúc nghe thầy lang nói tự dưng em thấy lo đã trải qua những giây phút kinh hoàng lúc đề ra vượn đinh thị huyền thông cảm với những gì thị thắm sẽ gặp phải không thể nói thẳng ra điều suy nghĩ cô chỉ còn cách động viên thị thắm hãy biết chăm sóc bản thân chịu khó uống thuốc an thai mọi việc không đáng lo chồng bận việc quân hàng ngày lo việc trong nhà hễ nhìn thấy hai con vượn ngồi buồn bã trên cây đinh thị huyền lại rùng mình bởi cô nghe lỏm và biết được thân phận thật sự của chúng ghê sợ vì bố chồng quá ác cô chỉ mong ông biết dừng tay nếu không quả báo lẫn tai ương sẽ ập xuống gia đình sau bữa cơm tối ngồi hầu chuyện cô mấy vị phu nhân là mẹ chồng cùng ba bà vợ lẽ của bố chồng trong đó có một người bằng tuổi mình tự dưng đinh thị huyền thầm nghĩ nhẽ nào sau này chồng mình cũng cưới thêm vài người nữa. Dẫu biết đàn ông năm thê bảy thiếp là thường tình, cô vẫn chẳng thể chấp nhận nổi việc bố chồng đầu gối tay ấp với kẻ đáng tuổi con mình. Lúc quay về phòng thay vì theo thùa hay ngủ sớm, cô dạy con gái bảo ngọc những câu ca dao dễ thuộc. Sau này khi con gái lớn lên, cô sẽ dạy chữ vì bố chồng chẳng đời nào cho cháu gái đi học. Khi xưa là thiên kim tiểu thư, Đinh Thị Huyền cảm thấy may mắn bởi phụ thân đã mời thầy về tận nhà dạy chữ cho hai anh em khác với nhiều người quyết không cho con gái biết đọc biết viết không chấp nhận cảnh con gái lớn chỉ biết quần quanh nơi xó bếp đinh thị huyền biết muốn thay đổi nhận thức việc đầu tiên phải là người có nhận thức ngay sau khi nghe thấy tiếng con vượn cái hú hét trong cơn tuyệt vọng đinh thị huyền vội thức giấc dù nhà có người ăn kẻ ở việc đun nước pha trà cho bố chồng kiểm tra việc nấu nướng bữa sáng đều do cô đảm trách sở dĩ cô nhận ra tiếng hú của con vượn cái bởi con vượn được to lớn và hung dữ không còn hú hết thậm chí nó ngồi cách xa không cho con vượt cái tới gần làm xong bổn phận của người con dâu trong lúc bố chồng thường trà đinh thị huyền xuống nhà đánh thức con gái để ăn sáng cô bất ngờ phát hiện người quản gia đang đứng trải lông cho con ngựa bạch của chồng từ ngày lấy thêm vợ chồng cô mỗi lần về phủ thường nghỉ qua đêm mở căn phòng rộng rãi khi xưa của hai người giờ nó thành phòng uyên ương của họ chẳng buồn cũng không vui đinh thị huyền mừng vì có bé bảo ngọc cô dành hết tình cảm cho con chưa từng thở than năm ngoái lúc quay về phủ nhà nghỉ ngơi dù phụ thân đã khuyên cô đừng cố nín nhịn đinh thị huyền vẫn ý thức rõ con gái lấy chồng như bắt nước hắt đi cô chẳng thể bất thân phụ mãi bận tâm về mình buộc tóc cho bảo ngọc xong đinh thị huyền nhắc con gái lên nhà chào ông nội cùng các bà sau đó ăn sáng trong vai trò là dâu trưởng cô luôn là người ngồi và mâm sau cùng bởi chừng nào mọi thứ dưới bếp chưa xong cô chẳng thể yên tâm ngồi trên nhà sai khiến hễ bố chồng có nhà không được rước đi làm lễ dù ăn sáng hay ăn trưa hoặc ăn tối đám phụ nữ thường dùng bữa trong im lặng còn ông ngồi riêng một mâm khi nào con trai từ quân doanh ghé về hai cha con sẽ đối ẩm cùng nhau mọi tôn ti trật tự trong phủ luôn mặc định là vậy từ nhà ngang bước vào ra nhà chính bầu không khí có phần im mắng hơn mọi ngày thậm chí ba mâm cơm vẫn chưa ai đụng đũa khiến Đinh Thị Huyền có phần ngạc nhiên. Chưa kịp cất tiếng hỏi, cô đã thấy phụ quân đứng dậy vung tay. Cái tát quá mạnh, khiến cô chúi người về phía trước, còn ở miệng một dòng máu chảy ra. Lúc này bà mẹ chồng lạnh lùng nói, Cô không sinh được con trai, phải thấy tự mình có lỗi, cớ sao còn muốn hại người khác, hay rảnh rỗi sinh nông nổi. Ngờ ngác chưa hiểu chuyện gì, đinh thị huyền lặng người khi thấy thị thắm ngồi bên cạnh bà mẹ chồng với nét mặt ngây thơ hóa ra thị luôn khiến người khác tin rằng mình thánh thiện. buổi đến hồi sinh đường chiều muộn hôm qua thì đã kịp thẽ thọt cùng mẹ chồng đến khi chồng hồi phủ cả đêm chẳng rõ Thị còn ngọt nhạt những gì lần đầu tiên thấy rõ lòng người cô mừng thầm vì mình đã không tiết lộ việc quen biết với đào hậu nếu không thành to chuyện ngước nhìn phu quân một vị võ quan hàm tứ phẩm. Ai ngờ lộ rõ vẻ thất phu khi đánh vợ trước đám gia nhân. Từ hỏi cô còn mặt mũi nào để sai khiến họ. Xuất thân trong nhà danh giá. Về nhà chồng với số của hồi môn không hề nhỏ. Nào ngờ cô bị đối xử không bằng một kẻ thấp kém hơn mình. Tất cả bởi vì sự hy vọng vào việc sẽ sinh một thằng cu nối dõi tông đường. Người bố chồng ngồi im lặng từ nãy bất ngờ ra lệnh. Mau xuống nhà thờ, quỳ sám hối trước các cụ tổ đến chính họ tất cả phải lấy đó làm gương gia pháp họ trần bất vị thiên con chẳng làm gì có lỗi để phải quỳ dưới đó ngay lập tức một cái tát nữa giáng thẳng vào mặt kèm theo đó là tiếng chửi còn tiện nhật khốn kiếp ngước mắt nhìn kẻ là chồng mình với con mắt đầy căm thù đinh thị huyền ôm con gái đang hoảng sợ vào lòng cô lạnh giọng nói triều đình ban bồng độc và chức tước cho anh để đánh giặc không phải đánh vợ Hành động của anh hôm nay vừa hèn hạ vừa không xứng đáng là người quân tử. Thấy chồng định vung tay lần nữa, Đinh Thị Huyền vớ ngay con dao gần đó kề vào cổ mình rồi quát to. Tôi chết hôm nay, sẽ có người trả thù cho mình. Được ngày thư thả, ông Đinh Viễn ngồi xe ngựa tới kẻ hạ. Mục đích không gì khác vẫn là việc thuyết phục đào hậu giúp mình. Dẫu người làm công xưa giờ đã khác, ông tin rằng vàng bạc trong tay vẫn nguyên sức nặng còn lần gặp mặt trước chỉ là trao qua đổi lại bước vào khoảng sân cỏ dại mọc còn bên ngoài chẳng thấy tấm biển hồi sinh đường đến con chó nằm canh nhà chẳng buồn sủa ông đoán y thuật của đào hậu chưa khiến dân làng tin tưởng ghé đây chữa bệnh đứng trước bàn thờ có bài vị của nguyễn thị na đến lúc này ông mới hiểu vì sao nơi đây vắng vẻ chưa rõ vì sao vợ của đào hậu vắng số ông nhớ rõ dịp năm ngoái cô ta bụng mang dạ chửa vậy là vượt cạn chẳng thành công tần ngần một lúc nhưng chẳng gặp được ai để hỏi thăm ông đành lên xe ngựa quay về phủ những gì cần nói với đào hậu giờ tạm gác qua một bên dẫu người thân là đinh phi trong cung đã mất công việc làm ăn của họ đinh vẫn phát chiều kể từ ngày vua quang thuận đăng cơ triều đình ổn định đời sống ấm no khi quốc thái dân an hàng tơ lụa được nhiều nhà quyền quý lựa chọn lúc xe ngựa dừng trước phủ ông đinh viễn ngạc nhiên vì có một xe ngựa khác đỗ ở phía trước tại quản gia của phù họ trần thấy ông liền bước tới lễ phép thưa bẩm đinh tiên sinh tại hạ nhận lệnh của chủ nhân đưa thiếu vô nhân về phủ không phải ngày húy kỵ tự dưng con gái được quản gia đưa về khiến ông đinh viễn băn khoăn nhưng chưa kịp hỏi ông đã thấy xe ngựa nhà thông gia rời đi nhanh chóng vừa thấy con gái lao tới hòa khóc mọi thắc mắc đã có lời giải ông đinh viễn nhìn hai bên má còn hằn vết năm đầu ngón tay khiến lòng đau như cắt đợi con gái khóc xong ông khẽ hỏi Trần Tĩnh là kẻ gây ra chuyện này đúng không? Chẳng hề giống thân phụ, Đinh Thị Huyền kể ngọn nguồn sự việc. Cô chẳng ngờ mình làm phúc phải tội. Thì thám bốn luôn mà cảm thân phận thấp kém. Nhưng cơ hội tới hồi sinh đường chữa bệnh đã về to nhỏ với mọi người. Đương nhiên, cô phải chịu cơn thịnh nộ của nhà chồng. Phụ nữ xuất giá tổng phu, nhưng chẳng gì nhục nhã bằng bị nhà chồng trả về. Như vậy sống chẳng bằng chết. Điều khiến Đinh Thị Huyền chẳng ngờ, người bố chồng đã công khai binh vực thị thắm như vậy chỗ đứng trong nhà họ trần của cô Chả khác nào đám người ở Nhẫn nhịn vì con gái Nhận về những đắng cay Khi cô từ chối quỳ sám hối từ sáng đến trưa Chồng cô đã sai quản gia Đưa vợ trả về nhà ngoại Vậy là ân đoạn tình tuyệt Thấy tân phụ ngồi im lặng Đinh Thị Huyền hỏi nhỏ Con làm vậy là đúng hay sai Người họ Đinh quyết không thể quỳ kiểu đó Nhà họ trần cạn tình cạn nghĩa Ngày con gái xuất giá, ngoài niềm vui gả con cho nhà họ Trần là môn đang hộ đối, ông Đinh Viễn còn tự hào vì hiện tế giữ chức an phủ sứ với tiền đồ rộng mở. Để con gái không chịu thiệt thòi, số vàng bạc mang về bên đón làm cổ hội môn khiến nhiều người thèm muốn. Niềm vui qua mau, giờ đây họ Trần bỗng trở mặt khi đối xử với con dâu như kẻ ăn người ở. Ông quyết không bỏ qua việc này. Khi nãy về kẻ hạ tìm nhưng không gặp đào hậu, ai ngờ cậu ta dựng hồi sinh đường cách Ngọc Hoàng Điện không xa. Như vậy trước sau gì sẽ có trận chiến một mất một còn. Thấy đào hậu số long đong lận đận, chưa kể vợ vừa mất nên không chắc là đối thủ của lão thông gia. Ông quyết định ra tay giúp đỡ, như vậy chẳng cần nhờ vả như trước. Hỏi con gái về vị trí của hồi sinh đường, sau đó ông Đinh Viễn thở dài vì chẳng rõ đào hậu có đón nhận thành ý của mình hay không. Để lấy lại công bằng cho con gái, với mong muốn dạy cho nhà thông gia một bài học, ông quyết định tới gặp đào hậu lần nữa không dám coi người thanh niên là kẻ làm thuê cho mình, ông quyết định mang một món quà đặc biệt thay vì những thoi vàng vô tri vô giác. Thấy con gái vẫn ngồi như mất hồn, chỉ vào hộp sơn mài vừa lấy trong tư phòng để ra xe ngựa. Ông Linh Viễn cho biết đây là món quà khiến đào hậu chẳng thể chối từ việc hợp tác. Sợ con gái hiểu lầm, ông nói ngay. Họ Đinh bao đời lấy buôn bán làm căn bản, quyết không động thủ như lũ thất phu võ biển. Nhưng thầy định làm gì? Thiền cờ bất khả lộ. Do không vướng bận công to việc lớn, lão Trần lại cùng con trai xuống mê cung. Dường như niềm đam mê với kho báu từ lão đất truyền sang Trần Tĩnh. Điều này chẳng có gì lạ, bởi hộ phụ át sinh hồ tử. Cùng con trai dùng chiếc khăn cũ lau bốn pho tượng đúc bằng vàng, sau đó lấy vết trần phổi lớp bụi bám trên tượng Phật quan âm bằng ngọc. Lão Trần không quên kể lại câu chuyện xưa. Chỉ vì bức tượng Phật quan âm nhỏ hơn bức này, một vị khai quốc công thần bị vua ban cho chén rượu độc. Ôn cố để chi tân, Dẫu Trần Tĩnh là người kế thừa tất cả, riêng tấm lăng bào dưới này chỉ mình lão được mặc vì không muốn con trai có ý đồ phản loạn. Khi đó cả dòng họ sẽ bị diệt vong. Những hòm vàng lần lượt được mở nắp, giữa ánh sáng của sáu ngọn đèn, chúng khiến hai cha con lóa mắt. Thấy con trai cầm thoi vàng ngắm nghía, trên khuôn mặt lộ vẻ thờ ơ, lão Trần chép miệng hỏi. cha anh không thấy hài lòng khi thầy tống cổ đinh thị về bên nhà. Vâng, con vẫn chưa hiểu vì sao thầy muốn đoạn tuyệt với họ đinh. Khẽ thở dài vì thấy Trần Tĩnh còn vấn vương người vợ đầu, lão Trần cho biết mình làm vậy là có nguyên do. Khi xưa họ đinh giàu có và quyền thế, nước tiếng kinh thành, hai họ kết tình thông gia là hợp nhẽ. Nhưng giờ đây thời thế đổi thay, lão nhắc con trai được rõ, dứt tình sớm sẽ khỏi phiền lụy. Lúc lờ đi cho con trai tát con dâu trưởng trước mặt đám gia nhân, lão đã chặn đường về và muốn con dâu chẳng ngẩng mặt nhìn ai. Thấy con trai chưa quyết đoán, lão sai tay quản gia chờ con dâu về phù họ đinh coi như trả về dạy lại. Đó là sự sỉ nhục lớn nhất. Duy có điều họ đinh không biết. Ngày tháng vinh hoa phú quý của họ sắp lùi vào dĩ vãng. Đàn ông năm thê bảy thiếp là thường. Trần tính là võ quan hàm tứ phẩm, đương nhiên chẳng thiếu giai nhân, mong được nâng khăn sửa túi. Khoa xong tấm lông bào, lão Trần khoan tay ngồi xuống ghế. Thấy con trai đợi câu trả lời, lúc này lão chậm rãi nói. Nhà họ đinh sắp thành kẻ vong gia thất thổ. Ta chỉ muốn con đỡ khó xử thôi, bẩm thầy nhẽ nào lại thế không muốn con trai phân tâm sẽ ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp lão trần chỉ nói vắn tắt họ đinh giờ chỉ còn cái vỏ hào nhoáng nhạc phụ của trần tĩnh rồi sớm ta phương cầu thực chỉ bằng dứt tình sớm đỡ phiền lụy mặc cho con trai muốn hỏi thêm lão trần sai đốt nụ trầm cho vào đình vàng còn lão ngồi trên chiếc ghế tựa như ngai vàng đôi mắt lim dim mơ về những thứ to tát hơn rất nhiều bước sang tuổi 65, lão biết thời gian hưởng thụ đâu còn nhiều thậm chí có một người thiếp yêu nhiều lúc muốn ôm hấp để hưởng thú vui ân ái nhưng lão chẳng dám phung phí sức khỏe giả sử lão được đăng cơ làm vua thật khéo tam công lục viện chỉ thể hiện mình ở ngôi kiểu ngũ trí tôn còn muốn tận hưởng e rằng mệnh trời khó cưỡng khi dục con trai ân tình đoạn tuyệt cùng đinh thị chẳng phải lão ghét bỏ gì người con dâu trưởng nhưng buồn nỗi nhà họ đinh như con thuyền sắp đắm lão muốn trần tĩnh mau rời con thuyền mục nát đó Do con trai đang là võ quan hàm tứ phẩm, có những việc lão chẳng thể tiết lộ, nhưng việc nhà họ đinh tán ra bại sản chỉ là việc sớm muộn. Đời người vô thường, dù có tài yểm bùa, điều binh khiển tướng đám mâm binh, lão biết mình chẳng cưỡng lại số trời. Do vậy, trong những lần xuống đây, lão hướng dẫn để Trần Tĩnh nắm rõ cách hóa giải mê cung và làm chủ kho báu. Có một điều khiến lão chư hài lòng, tâm nguyện sau này được nằm trong cỗ quan tài, đã đợi căn phòng chất đầy châu báu bị con trai phản đối. Hai cha con ngồi trong gian phòng chất đầy vàng bạc, chẳng muốn rời đi. Nhưng vàng chẳng thể xơi được, lúc đói bụng thì chúng chỉ là những khối kim loại vô tri. Bởi vậy lão Trần tiếc rẻ cởi lăng bào trước lúc rời đi. Từ ngày mai, khi Trần Tĩnh trở lại thừa tuyên quốc oai, lão chỉ còn một mình xuống đây ngắm đống vàng bạc. Lúc quay ra gian chính điện, lão Trần nhắc con trai. Nam Nhi trí tại bốn phương Đừng vì một người phụ nữ kèo hỏng việc. Giang Sơn Đại Việt đương nhiên chỉ có một người được khoác long bào, anh em ruột nếu có tơ tưởng vẫn bị giết như thường. Lão Trần tự hào bởi mình là người thứ hai, dù chỉ là lén lút dưới mê cung. Từ ngày khoác long bào, lão thấy áo gấm hay áo lễ của mình, chả khác miếng rẻ vắt vai của mấy gã đệ tử lưu đinh, nhìn chúng quê mùa và kém sang. Khi xưa từ nơi lưu đại trở về, lão chỉ mong cuộc sống yên ổn là đủ. Nào ngờ, khuân được kho báu của đại đô đốc nhu cầu và tham vọng chẳng thể dừng lại ngẫm lại thấy mình cũng phong lưu trong một thời gian ngắn sau khi xây điện thờ và dựng phủ lão đã cưới vợ nạp thiếp sống bù cho hai chục năm cơ cực nơi miền Nguyên viễn viết xong những lá sớ cho viên tri phủ lão trần giao cho người nhà của vị quan đang đợi sau khi dặn dò cẩn thận thấy không còn sớm nên lão quay về dùng bữa con đường từ ngọc hoàng điện dẫn tới phủ đi qua khu vườn dâm mát bởi những cây xanh xòe tán cả nắng. So với hồi mới xây dựng, giờ đây nhìn quang cảnh đẹp hơn rất nhiều. Đứng ngắm viên đá chờ từ sứ thanh về đặt trong vườn. Vốn dành về phong thủy, Lão Trần nghĩ nhanh việc cần tạo một con suối dốc rách. Vậy sẽ khiến họ Trần vượng phát. Đứng ngắm nghĩ hồi lâu, bất ngờ từ trên cây một dòng nước chảy xối xả vào mặt. Có điều dòng nước ấm nóng và khai nồng, đích thị là con vượn đái vào đầu lão đứng lùi lại phía sau lão trần trợn mắt vì thấy hai con vượn ngồi trên cành cây đồng loạt đái xuống chứng tỏ bọn chúng biết cách rủ nhau làm việc ô ế muốn trừng phạt hai con vượn phản phúc lão chợt nghĩ hình phạt tàn khốc nhất đã áp dụng đánh mặc chúng sống trong nỗi cô đơn tới lúc chết đó là hình phạt bổ sung rồi khi xưa ở trên rừng đám sơn tràng thường ví khai như nước đáy khỉ nhưng hôm nay lão bị tắm bằng nước đáy của cả vượn đực lẫn vượn cái mồi khai khiến lão phải đi tắm ngay lúc thay bộ quần áo mới lão vẫn chưa hết bực nhưng tạm gác qua một bên bởi lệ nhà đã định khi lão chưa ngồi vào mâm mọi người sẽ phải đợi trong phủ họ trần phòng ăn được thiết kế rộng rãi đủ kê tới hai chục mâm với cả trăm người ăn nhưng nếu trần tĩnh không về hàng ngày chỉ có mình lão một mâm còn mâm thứ hai là dành cho ba bà vợ cùng người thiếp yêu dù không chính thức là bà tư người thiếp yêu được lão dành cho phòng rộng nhất kèm theo đó là hai đứa hầu gái để sai bảo riêng với người con dâu thứ đang bụng mang dạ chửa, lão rồng lòng sai mấy đứa hầu gái túc trực bởi người con dâu trưởng họ đinh chắc hết cửa quay về cơm chưa xong bữa lão trần chợt thấy ba cột khói màu xanh đỏ vàng nhất loạt xuất hiện ngay giữa nhà đương nhiên là thầy phù thủy chỉ minh lão nhìn thấy mọi người đều chẳng hay biết dù mặt không biến sắc lão biết trần đến nương đã gặp chuyện năm xưa khi con gái xuất ra lão đã trao tận tay ba đạo bùa và căn dặn, hễ gặp chuyện sẽ đốt một đạo bùa để nhận trợ giúp. Tự dưng không phải một mà ba đạo bùa cùng bị đốt. Trước kể trong không trung như vọng lại tiếng ai đó đang đọc cầu quyết. Lai liêu khứ tống, lai nghinh khứ tống. Đến thì đón, đi thì tiễn biệt. Bỏ qua những nghi ngại, lão Trần sai tay quản gia tới ngay phủ quan thiếu phó nơi con gái làm dâu. Để tránh bị gây khó dễ, lão yêu cầu hai cô hầu gái đi cùng như vậy nhà thông gia chẳng có lý do gì gây khó dễ dù chiều nay phải quay về thừa tuyên quốc oai nhưng do nơi đó không quá xa trần tĩnh quyết định nán lại đợi tin của em gái chẳng rõ thân phụ vì sao lệnh cho quản gia tới nhà chồng của yến nương tranh thủ lúc hai cha con lui vào thư phòng trần tĩnh lễ phép hỏi em con có việc gì khiến thầy lo lắng như vậy ta chỉ biết nó đang gặp hạn cụ thể về đợi tin chính thức nhưng sớm thôi chiều tối cố xe ngựa quay về phủ dù không gặp được tiểu thư chẳng biết bằng cách nào đó tay quản gia mua chuộc được đám gia nhân phủ bên đó nên nhận được lá thư tay của Trần Đến Nương gửi về cho thân phụ để lũ người ăn kẻ ở không bàn tán lão Trần nhắc tất cả xuống gian nhà ngang giúp các vị phu nhân sau đó lão mở lá thư chăm chú đọc chẳng còn về tự tin đọc tới đâu khuôn mặt lão nhợt nhạt đến đó như vậy không chỉ con dâu đinh thị đến con gái xuất giá cũng chẳng thoát khỏi kiếp nạn trao lá thư cho Trần Tĩnh đọc một lượt Lão nhắc con trai đốt luôn để tránh tam sao thất bản. Hãy nghe phù thủy quá nửa cuộc đời, chấn niệm không biết bao nhiêu nơi, sai khiến âm binh làm đủ việc. Lão chẳng ngờ tay ương ngập xuống nhà họ Trần. Người ta nói oan có đầu, nợ có chủ, quả thực khi chưa tìm ra kẻ thù, phần thiệt sẽ nghiêng về họ Trần. Khi trận chiến chưa bắt đầu, từ con dâu đến con gái đẻ ra vượn, đó chẳng phải ngẫu nhiên. Nén tiếng thở dài, lão Trần nói với một con trai tin động trời. Thầy nghĩ đứa bé trong bụng chị thắm, khéo rồi cũng là vượn. Thương em gái được phen kinh hồn, đáng tầm vì sinh ra vượn, nhưng y chẳng hề động lòng trước nỗi đau của người vợ họ Đinh. Giờ đây khi chẳng còn vấn vương ràng buộc, Trần Tĩnh chỉ lo số phận kết thai trong bụng người vợ lẽ giống lời thân phụ nhận xét. Dù con bé Bảo Ngọc sinh đẹp và lễ phép, thấu hiểu nỗi lòng của sông thân Trần Tĩnh đã lấy thêm vợ sau lần người vợ đầu hạ sinh một con vượn. Chẳng ngờ mọi việc không đơn giản như vậy. Tống người vợ cả về ngoại. Nhưng số phận kết thai của người vợ lẽ hết chẳng lấy gì đảm bảo. Muốn tháo chuông phải tìm người buộc. Khổ nỗi đến thân phụ là thầy phù thủy cao tay ấn chẳng tìm ra. Trần Tĩnh chỉ biết tìm kẻ đã khuyên vợ mình bỏ cái thai, biết đâu sẽ lần ra manh mối kiên nhẫn nghe tay quản gia kể về vị thầy lang được gọi là thầy nguyễn người đã dùng y thuật cao siêu của mình cứu cụ già tất thờ ba ngày chẳng phải những lời đồn thổi vu vơ bà cụ già đó là thân phụ quan đô ngựa sử chuyện này lúc ở quân doanh trần tính đã được nghe kể chi tiết thậm chí quan tả thị lang bộ lại cũng coi thầy nguyễn là ân nhân bởi mẫu thân của ngài được vị danh y cứu sống không cần ai dẫn đường trần Tĩnh phi ngựa tới hồi sinh đường để chất vấn bởi một gã lang băm đâu thể nhìn là đoán ngay được chứng tỏ vị thầy lang còn biết nhiều hơn thế buộc dây cương vào cổng trần tĩnh bước thẳng vào phòng khách đồng thời là nơi khám bệnh tuy nhiên dù thấy vị quan hàm tứ phẩm của triều đình thầy lang không tỏ vẻ lo sợ trái lại còn điềm nhiên hỏi xin hỏi đại nhân đến trần bệnh hay là lấy thuốc ta đến chỉ để hỏi thầy nguyễn một câu vâng mời đại nhân tại hạ lắng nghe tại sao thầy khuyên vợ tôi không nên giữ cái thai trong bụng Đào hậu khẽ à một tiếng, hóa ra người mặc phẩm phục triều đình, còn đeo kiếm là Trần Tĩnh. Hiện là quan võ chỉ nhậm thời thừa tuyên quốc oai. Khi xưa đào hậu nếu không vướng chuyện gia đình, có lẽ duyên vợ chồng cùng đinh tiểu thư chẳng đến lượt con trai lão thầy phù thủy. Dù bởi gặp mặt hai người vợ của Trần Tĩnh xảy ra được một tuần, thấy y sọc tới lúc chiều muộn, anh đoán bên phủ họ Trần có chuyện. rót nước mời khách, đào hậu cho biết, khám bệnh quan trọng là phải hội đồ tứ Trần gồm vọng, văn, khấn, thiết. Tuy nhiên khi gặp thiếu phụ lần trước, anh thấy rõ thai nhi có vấn đề. Chàng nói thẳng vợ của Trần Tĩnh sẽ sinh ra con vượn, đào hậu điềm nhiên giải thích. Chỉ nhiên sắc diện của phu nhân, thầy hạ đoán thai nhi không ổn. Vậy thầy Nguyễn có cách nào không? Theo thầy hạ, chỉ còn cách bỏ thai. Nếu bỏ thai rồi, sang năm đậu thai thì sao? Mong đại nhân thứ lỗi. tại hạ chỉ biết chữa bệnh gần nên chẳng đoán được bệnh xa sang năm nếu phu nhân có thai tại hạ sẽ bắt mạch và đưa ra lời khuyên bốn mắt nhìn nhau như thăm dò như trấn áp trần tĩnh trần nhìn thấy thanh kiếm treo trên cột nhà chẳng giấu được vẻ ngạc nhiên vị quan tứ phẩm nhận xét thầy nguyễn chỉ bệnh cứu người sao còn mang kiếm làm gì thuốc để cứu người kiếm cũng để cứu người thưa đại nhân vậy ta xin thỉnh giáo Sao vài câu đưa đầy biết không từ chối được Đào hậu cầm kiếm bước ra ngoài sân Với anh kẻ võ biển như Trần Tĩnh Không phải đối thủ Dù khoảng sân không quá rộng Hai người giao đấu khiến lá cây xào xạc Những đường kiếm lúc mềm như giải lụa Khi giống tia chớp lao nhanh để đoạt mạng Biết đây chỉ là giao đấu Đào hậu đánh có phần đương tay Nhưng đối phương không nghĩ như vậy Ngay khi lướt nhẹ lưỡi kiếm gần cổ của Trần Tĩnh Chỉ cần đầy thêm một chút Đào hậu sẽ khiến Trần Tĩnh đầu lìa khỏi cổ anh vẫn kịp thu kiếm sau khi tạo một làn gió quanh cổ đối phương. Không nghĩ mình vừa nhận đòn gió cảnh cáo, lùi một bước để tránh đòn, Trần Tĩnh vung kiếm nhằm cổ tay của đào hậu. Kiếm đi ngang giống con rắn tung người, kèm theo đó là máu phọt thành tia. Sau khi tra kiếm vào vò, Trần Tĩnh thản nhiên nói, Nếu Thầy Nguyễn muốn lập thân, có thể về dưới trướng của ta tại quốc oai. Xin đại nhân thương lỗi, tại hạ Hà hành nghề y là đủ, Đợi cho tên võ quan hàm tứ phẩm rời đi Đào hậu nhanh chóng lấy thuốc cầm máu Anh không quên tự bấm huyệt để đả thông kinh mạch Dù giao đấu trên tình bằng hữu Kỳ từ khi nãy Trần Tĩnh muốn cắt rời gân hai cổ tay của đào hậu Đoán biết ý đồ của kẻ gian ác muốn biến mình thành phế nhân Đào hậu dù dính nhất kiếm nhưng chỉ mất chút máu giống người mài dao bị đứt tay Người ta nói cha nào con nấy chẳng sai Chỉ qua việc tối nay anh đã thấy ở Trần Tĩnh hội đủ sự ác độc từ lão phù thủy họ Trần. Khi kẻ ác mặc quan phục lại có binh phù, đó là mầm họa với Giang Sơn Đại Việt. Cha thanh kiếm vào vò, nhìn vết thương trên cổ tay, Đau hậu bột miệng nói. Võ quan hàm tứ phẩm, hóa ra chỉ là loại chó cắn cằn. Cả vùng kẻ mực kẻ mọc đều có nhiều vị đấu đặt qua bảng, còn những người khác chân chỉ hạt bột trên những cánh đồng. Cuộc sống vì thế no đủ nhưng không giàu. Nếu những mái nhà tranh vách đất ở đây chủ yếu thi thoảng có một vài gian nhà gạch ba gian hai trái của mấy nhà có mẫu mặt, dưới nhất vụ họ Trần cùng Ngọc Hoàng Điện nguy nga bề thế, nó giống miếng vải gấm được vá trên bộ quần áo màu nâu của bà con nông dân vậy. Với mọi người, tiếng tâm của danh nghi họ Nguyễn vượt ra khỏi kinh thành, họ kính trọng gọi là thầy Nguyễn, để giảm bớt khó khăn cho người bệnh, đào hậu thăm khám và bốc thuốc với giá rẻ bất ngờ, thậm chí anh còn miễn phí cho những nhà quá nghèo dẫu ba năm trên núi chủ yếu học về thuật phù thủy việc bắt mạch bốc thuốc chỉ là thêm vào đạo họ vẫn tự tin với những gì mình thể hiện khi thấy hồi sinh đường có người từ trong kinh thành tới từ các vùng lân cận ghé sang anh biết trước sau gì lão thầy phù thủy họ trần cũng mò tới có một điều khá nực cười lão đó chuyên nghề phù thủy còn y thuật chẳng biết chút nào đó là sự khác nhau giữa anh và lão đó chớm hạ nhưng trời nắng gắt từ sớm mặt trời cao quá ngọn tre đạo hậu bưng những nong thuốc đặt vào các giá tre để phơi khô không muốn phơi thuốc ở sân vì lũ gà sẽ nhảy vào bới tung anh chọn những cây tre đực rồi chẻ ra làm các giá đỡ nó như cái trạn ở trong chùa vậy tiếng lạnh đồn xa việc anh cải từ hoàn sinh cho người nhà các vị quan trong triều được mọi người dì tay nhau không còn cảnh vắng khách như lúc ở kẻ hạ đặt những nong thuốc trên giá tre đào hậu quay vào phòng vì có gần chục người đang đợi thắp một nén hương trước bức ảnh thái thượng lão quân anh bắt đầu ngồi ở bàn để gọi từng người tới bắt mạch kê đơn chẳng có đứa ở hay tiểu đồng việc khám bệnh xong lại tự tay bốc thuốc nên mất nhiều thời gian bù lại đào hậu thấy yên tâm vì có những loại thuốc anh phải tự tay làm mới chuẩn bài quá ngọ khi những bệnh nhân cuối ra về đào hậu thả mày ngồi ăn trưa ngoài hiên con vẹn nằm thè lưỡi, nó chẳng dám nằm phơi mình dưới sân như mọi bận. Kho báu của Đại Đô Đốc, với đào hậu, việc giành lại không dễ dàng. Lão phù thủy họ trần, có dương phù âm trợ, điều này khiến anh cân nhắc từng đường đi nước bước. Âm trợ là điều hiển nhiên, một phù thủy cao tây ấn như lão đó, đào hậu biết luôn có đội quân âm binh để sai khiến. Còn dương phù cũng là điều đương nhiên, tay trần tĩnh đang nằm đô tổng ở thừa tuyên quốc oai, Muốn thắng cha con nhà họ Trần, anh phải có kế hoạch chu toàn. Lần trước giao đấu cùng Trần Tĩnh, anh cười nhẹ vì hắn không phải là đối thủ, nhưng vì kẻ đó có binh phù của triều đình, đương nhiên chẳng thể khinh suất. Tiếng chó sủa cắt ngang mạch suy nghĩ, đào hậu thấy vị khách vén mảnh bước vào, trên tay bưng một hộp sơn mài, anh mỉm cười cất tiếng hỏi. Chẳng hay, Đinh Tiên Sinh thấy mệt trong người hay sao? Hỏi là vậy, đào hậu thừa biết ông Đinh Viễn ghé hồi xin đường đâu phải chữa bệnh khi chẳng còn làm thuê cho đinh viễn lúc giáp mặt ông ta đạo hậu không gọi là ông chủ như trước sau lần từ chối hợp sức cùng nhà họ đinh chống lại nhà họ trần đạo hậu đã cho thấy mình không còn là một thanh niên bất đồng như dạo nào kể cả vàng bạc chất trước mặt anh vẫn từ chối làm quân cờ trong tay kẻ khác pha trà tiếp khách đạo hậu không khỏi thở dài xót xa đinh tiểu thư ngày trước giờ là dâu trưởng nhà họ trần ai ngờ hồng nhan chân chuyên chẳng ai vạch áo cho người sen lưng. Khi ông Đinh Viễn dốc lòng nói hết, chứng tỏ mâu thuẫn hai nhà thông ra hết đường hóa dài. Từng giao đấu với Trần Tĩnh, giờ nghe kể cách y đối xử với hiền thê của mình. Đào hậu nhận thấy, nhận xét của mình về tên võ quan hàm tứ phẩm không sai. Thông cảm với nỗi uất hận của một người cha có con gái bị đối xử tàn tệ, đào hậu vẫn trung thành với việc đứng bên lề những mâu thuẫn của họ Đinh lẫn họ Trần rót thêm trà cho khách đào hậu ôn tồn nói con gái của lão ấy đã sinh ra vượt tháng tới đến người vợ lẽ của trần tĩnh hạ sinh chắc chắn cũng là vượt như vậy thiếu phu nhân cũng lấy lại công bằng cậu hãy mở cháp ra khác với suy nghĩ của đào hậu trong cháp không hề có vàng bạc để trả công thay vào đó là một con rùa to bằng đồng đen trên mai rùa khắc ký tự lạ kiểu như giáp cốt văn có từ thời nhà thương nhà chu bên bắc quốc Lúc này ông Đinh Viễn giải thích. Cậu được xưng tụng là danh y, nhưng nếu không có cuốn biển thước nội kinh và biển thước ngoại kinh, tôi e rằng chỉ là ông lang vườn. Ý của tiên sinh là... Gật đầu xác nhận, ông Ninh Viễn xin một chén rượu, sau đó chậm rãi tưới lên khắp mai rùa bằng đồng đen. Lúc châm lửa đốt, trên mai con rùa bằng đồng đen hiện ra những dòng chữ khởi đầu cuốn biển thước nội kinh còn lần ngừa con rùa phần biển thức ngoại kinh đã được khắc dưới bụng đây là hai cuốn sách quý đã thất truyền nó giá trị hơn cả ngàn lượng vàng vốn là người buôn bán khi bỏ ra một thoi vàng mua hàng đương nhiên sẽ mang về khoản lợi nhuận nhiều hơn thế việc mang con rùa bằng đồng đen trao cho đào hậu ông đình viện đã nhìn trước giá trị thu về bằng một giọng bình thản ông nói rõ kiếm pháp dù lợi hại đến một lúc nào đó chẳng thể dùng được nhưng với y thuật cao siêu việc trở thành thần y sẽ mang lại nhiều lợi ích và sự kính trọng của thiên hạ. Cầm con rùa bằng đồng đen khá nặng bằng hai tay, đạo hậu chưa từng nhìn thấy món cổ vật tạo tác tinh xảo và to đến vậy, nhưng quan trọng hơn tất thảy trên người nó chứa nhiều thông tin quý giá. Quả thực, ông Đinh Viễn không hổ danh, có khả năng nhìn thấu lòng người, bởi đạo hậu dù có chút tinh thông y thuật, anh vẫn biết mình là kẻ học hành lõm bõm, nên tàng chưa vững vàng. Từ lâu muốn hành nghề thuốc, sau khi giành lại kho báu, những kiến thức quý trong sách của biển thước sẽ giúp anh hoàn thành tâm nguyện người xưa nói không công bất thọ lọc để sở hữu con rùa đồng đen anh phải giúp ông đinh viễn như vậy cả hai bên sẽ chẳng ai nợ ai đặt con rùa vào cháp đào hậu hỏi luôn vậy tiên sinh muốn tại hà rời nhục cho tiểu thư theo cách nào tôi muốn thấy phủ nhà họ trần cùng ngọc hoàng điện chìm trong biển lửa như vậy sẽ có nhiều người bỏ mạng đó không phải là việc tôi bận tâm khi sự hận thù dâng cao, những người như lão phù thủy họ Trần hay ông Đinh Viễn đều tàn ác như nhau. Họ coi mạng người như cỏ rác. Nếu trước mặt là trăm thoi vàng, ngàn thoi bạc hay những quan tiền, chắc chắn đạo hậu từ chối ngay vì anh chẳng ham. Tuy nhiên con rùa bằng đồng đen có giá trị hơn thế. Nếu nghiền ngẫm những gì thần y biển thước để lại cho hậu thế, anh có thể cứu được mạng sống của bao người. Chẳng cần nói đâu xa, Mất thành thạo tứ trần của người xưa, đạo hậu đã được coi là danh y và dân quanh vùng gọi là thầy Nguyễn. Quả thực việc này chẳng thể chối từ. Có một điều mỉa mai, để có bảo vật chữa bệnh cứu người, anh phải phóng hỏa hại người. Nó được ví như hai mặt của đồng tiền vậy. Ngắm con rùa ở đồng đen, đạo hậu biết nếu từ chối, ông linh viễn sẽ dùng tiền và vàng thuê người phóng hỏa phù họ trần. Như vậy anh sẽ chẳng có được báu vật ngẫm lại thấy mình đã không hít lần khai đau, thêm lần này chắc dừng lại chuyên tâm trị bệnh cứu người. Đạo hậu gật đầu chấp thuận. Tuy nhiên vì thấy ông Đinh Viễn có vẻ cố chấp, anh chép miệng nói. Tiểu thơ dính hai cây tát, họ trần bị đốt phủ, cây giá quá đắt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập 13 của đêm trừ tịch. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 14. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.